Trong những ngày xuân mới, người dân Tân Uyên rất tự hào bởi thành phố trẻ đã có những bước phát triển vượt bậc. Có được kết quả đáng phấn khởi này là do sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Tân Uyên, nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Dù mới được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh vào tháng 4 năm 2023, nhưng Tân Uyên đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm qua, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 24 trên 24 chỉ tiêu nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ đề ra. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt khá. Kết quả này có dấu ấn lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Tân Uyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tân Uyên, thì cái kinh tế, văn hóa, xã hội đều phát triển rất là nhanh. Trong đó có cái sự lãnh đạo rất tốt của Đảng bộ cũng như cái sự đồng thuận rất là cao của nhân dân của chúng ta, thành phố chúng ta mới được như ngày hôm nay. Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy luôn quán triệt đầy đủ và vận dụng linh hoạt hiệu quả các cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chương trình kế hoạch của cấp trên vào tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Từ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ đã đề ra. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nên cơ cấu kinh tế của thành phố đã phát triển đúng định hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 13%, giá trị thương mại và dịch vụ tăng 23%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%. Đặc biệt, Tân Uyên đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của thành ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các cơ sở đảng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định năm 2024 là năm hết sức quan trọng để về đích, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bảo đảm cho các chủ trương nhiệm vụ năm 2024 được triển khai nhanh chóng ngay từ những ngày đầu năm. Ban thường vụ thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục kế thừa những kết quả và thành tựu đã đạt được của năm 2023, tranh thủ và phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thật tốt các chương trình kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng bộ thành phố là nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Tân Uyên sẽ trở thành đô thị loại 2, văn minh, hiện đại, thân thiện và nghĩa tình. Tiếp bước truyền thống vinh quang, ý Đảng lòng dân Tân Uyên sẽ ngày càng hòa quyện, gắn bó sắt son. Từ đó thành phố sẽ có thêm nhiều thành tựu to lớn, tô điểm cho đô thị trẻ Tân Uyên thêm hiện đại, văn minh.